Xin chào các bạn, mình là Suder đây. Ngày hôm nay, mình sẽ chơi game The Two of Us. Trong game này, mình và Buron sẽ trở thành hai ninja X. Với nhiệm vụ thu thập chiếc cúp vàng, tụi mình phải sử dụng các kỹ năng của ninja như nhảy bật tường, dùng kiếm, phi tiêu, đánh bại kẻ địch, kết hợp môi trường xung quanh để mở đường, giải các câu đố cực kỳ khó và hóc búa. Hành trình đi tìm cúp vàng của hai anh em Ninja X sẽ như thế nào? Hãy xem đến cuối video để biết nhé. Với cả, kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy, các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yes! Ui, hai anh em mình là ninja kìa. Ninja X. Ôi, chém kiếm này. Còn em là hình như là phi tiêu rồi vậy. Bây giờ anh nhảy lên đầu em đi. Hợp lý. Rồi. Rồi. Ok, hiểu. Có hơn một cách để đi đến những chỗ cao. Lên đi. Một, hai, không, cái này là em với anh cùng nhảy nha. Một, hai, ba. Ba. Một, rồi. Hai, ba. Rồi, em hiểu rồi. Anh đi ra đi. Không, bên trái, anh nhảy bên trái. Anh canh lúc em nhảy lên là anh nhảy lên đầu em nha. Đi qua anh trái luôn, đúng rồi. Rồi chưa, 1, 2, 3. Ê, khó vậy, sao mới bảo số 2 luôn á. Ui, sắp được rồi. Không được. Anh nghĩ là nó phải có một cái gì đấy. Em thử đánh cái video cho nào, xem video có tác dụng gì không. Ok, đấy, ok. Đường đi. Đúng rồi anh ơi, em đến được tường, xong rồi mình nhảy lên cái phi tiêu đấy. Thôi anh ơi, anh nghĩ sao mà cái cân nặng của cái phi tiêu mà hả gọi là đỡ được hai chú ếch. Sao nhở, đôi em đến từ phi tiêu vào tường để anh chém lên à, xem có ra cái gì không. Ôi dạ, chết, lỡ chợ chúng anh rồi. Có nhiều cách để lên hơn. Ủa, how to. Sao được vậy, không hiểu đó. Ảo vậy. Rồi bây giờ làm sao để lên đây. Không biết luôn. Ủa, khó vậy. Từ từ. Bật tường. Bật tường. Ôi giời ơi anh ơi. Bọn nó phải nhảy bật tường là đúng rồi. Nãy giờ anh đúng hồi ếch nó nhảy được bật tường. Chả thật sự. Ok để em bật tường qua. Ôi cái này bật không được. Cái tường này bật không được. Không, cái tường màu xám này nè. Dùng đòn đánh có thể sao liên quan gì? Không. Bây giờ ấy, nhiệm vụ của mình ấy là mình nhặt được cái cúp. Thì bây giờ không cần là phải là cả hai đứa lên. Bây giờ đây này. Ok. Em ném phi tiêu lên đây. Nó sẽ văng lên đây này. Ném phi tiêu vào cái tường sắt ạ. Đó. Nó văng lên xong anh sẽ kiếm chém để anh cho. Ủa đúng nhỉ? Tức là bây giờ anh đoán là em sẽ ném phi tiêu và anh sẽ dùng một kiếm. Em hiểu rồi, bây giờ em ném lên là anh chém vô cái phi tiêu của em nha. Đúng rồi. 1, 2, 3. Được. Lại, canh lại. Sắp được rồi. Yes. Quá đỉnh. Được. Rồi, chị đây, cái nút này để nhanh nước này. Ứng vô. Ứng rồi. Từ, để em. Ồ. Rồi anh lên đi, ứng vô cái nút đó đi. Đây, em phải nhảy lên để cho anh có chỗ chứ. Okay. Ý là để anh nhảy đầu em á, ở đấy đúng rồi. Ok. Ủa? Rồi được rồi, cứ ứng đây, em đứng lên cái nút rồi. Không được. Bật tường, chém. Ồ, ra. Quá được. Lại, ok, hiểu rồi. Okay. Ok, rồi được chưa? Rồi cứ chém đi. Nhanh. Ui. Bây giờ là phải qua bên kia. Rồi bên kia. Rồi kẹt luôn. Rồi lên đi anh. Ủa anh chưa chém cái nút. Ui, ảo vậy. Chém cái nút. Lên. Ok. Quá tuyệt vời. Ôi có con heo này quen quá anh ơi. Con heo này có trong Angry Birds à? Ừ. Chém nó đi anh. Chém nó. Chém được. Mày. Chém chết được luôn. Rồi bây giờ dùng não nè anh. Não hả? Thì bây giờ là lên trên kia thôi. Bên đây, bật tường. Đúng rồi, đu dây bật tường qua. Ủa gì vậy? Mày này. Ok. Cố lên. Đúng rồi. Này. Đúng rồi, vào đây. Này. Từ từ nha.
Ok, ok. Ủa? Từ từ. Bây giờ anh cứ đứng đây đi, em xuống em ấn cái nút nha. Rồi chưa? Không thấy đâu luôn á. Là anh không thấy ở trên hay không thấy dưới? Em thấy em nhìn dưới đi. Không, anh cứ ở trên đi, anh cứ ở trên đi. Rồi, em, ok. Em ấn cái nút cho, em ấn cái nút cho. Được chưa, được rồi. Chưa? Rồi. Game là dễ. Cái này sao đây? Chết rồi, em bị nhốt ở đây rồi. No. Đây thì để anh lên cứu em đi. Trên đó có gì vậy? Trên đó có gì? Trên đây có một cái, em nhảy đi thì biết. Không, em không lên được. Sao em lên được bây giờ? Trên đấy ấy, là nó có một cái công tắc, một cái cần gạt đấy. Thì cứ gạt cần ra cái là nó mở cái cửa ra cho em mà. Ok. Để từ đấy mình lại. Em chưa thấy cái cửa mở nha. Cái game này chưa. Chưa. Ủa? Ui không được. Game này cần phải fix nhiều lắm đây. Ủa? Đúng không? Đây này, thầy đi qua không? Ủa sao anh đi? Nó anh biết không, anh giống như là anh có cái thuật tele vậy á, cái cột ở giữa và anh tele qua bển luôn. Má ảo vậy. Hay là bây giờ anh cho anh đỡ cho em lên trước đi. Đỡ kiểu gì bây giờ? Em đâu nhảy bật được đâu. Để xem, từ anh cứ đứng đi, anh cứ đứng dưới đi. Ở đây dưới nữa, đứng đó xem lên, đứng dưới này nè. Đúng rồi. No, 1, 2, 3. Sắp được rồi. Cái gì vậy, cái game? Đúng rồi, không được, bắt buộc là phải là đúng là anh phải mở kia, đúng rồi. Game thế. Game lừa quá. Nó không lừa à? Ôi, gỡ cái nút xuống, cái nút bay đi đâu rồi? Anh chém rơi cái nút luôn. Anh chém rơi cái nút luôn. Phải trưởng ạ. Hay là bây giờ anh trên có cái nút đúng không? Em ném lên cho anh chém lên thử coi. Rồi anh đụng. Ôi trời. Đây. Bên đây đúng không? Chờ rồi. Vẫn trượt. Ừ đúng rồi đấy. Rồi cái nút xuống này. Đấy bây giờ em thấy cái nút rồi nè. Bây giờ anh lên anh. Rồi sao lên? What? Tại sao anh lại nhảy xuống? Nhầm nhảy trượt. Rồi một phát trúng luôn. Uầy. Rồi bây giờ anh ấn cái nút này. Xem được không nhá? Ừ. Đấy. Phải chưa? Não to. Não to, big brain. Được, big brain. Đấy, thằng em hợp lý thật. Ghê, gắt. Hợp lý đấy. Nó lại chơi không load map. Rồi, em ơi. Em này. Ok, em đó. Đó. Á đù. Ủa? Rồi. À. Từ từ nha. Ủa, anh hiểu rồi. Anh phải qua trước. Đúng rồi. Nhảy đi anh, dên lên đi. Rồi. Hay lắm. Ủa, bây giờ sao để mở được cái này rồi? Từ từ để em đây. Xong rồi. Ủa xong hả? Được rồi. Ui, một quả game Big Brain. Được, hai hàng, công nhận não to. Em thì bị kẹt bên đây rồi. Trên này có cái nút nè anh. Rồi, em hiểu rồi. Lại một lần nữa, anh em mình Big Brain. Chém. Chém. Nữa, lại. Cố lên. Ui, chưa, từ. Ok. Chúng rồi. Chúng rồi hả? Em không để ý luôn á, bro. Quá đỉnh vãi ạ, quá. Đỉnh. Oh no. Rồi, thằng em chết luôn, em xuống dưới luôn. Đáng lẽ là nó chỉ cho em chọi một lần, mà nó bắt em chọi ba lần. Lại anh ơi. Lại. Rồi, quay. Em nghĩ cái này được nè. Rồi, chúng rồi. Ui. Lại một lần nữa, Big Brain. Đây. Cái thì em ném thôi. Ây. Ok. Hai, đi. Nhưng mà rồi sao ta? Bây giờ để em chọi lên cái nút nha. Để anh em mình bức tường. Có thấy nút luôn, anh cũng thấy nút luôn em. Ui, lại nha, từ để em chọi lên để em bức tường thôi. Rồi, vào đây em. Hay quá. Từ để em chọi nó. Ây da. Lại nha. Đấy. Lên đi. Rồi, okay. Thôi, anh nhảy hai bậc. Ơi, từ. Oh no. Đây, nhảy cho đâu anh Nhi, Đâu, nhảy lên luôn mà anh. Ủa? Anh thấy chưa? Không, anh không thấy cái đấy. Ok, để em ứng lại nha. Để em ứng. Rồi, thấy rồi, chưa? Bây giờ mới thấy này. Rồi, lên đi.
Game này nó kiểu bị góc lát à? Đúng rồi, lâu lâu nó bị lắc á. Nó bị pin cao anh hiểu không? Nó bị pin cao ấy. Rồi đấy, em có vũ khí tầm xa anh đánh đi, anh ở tầm xa rồi. Đấy tính. Chết rồi, đâu? Ôi, anh tôi đúng rồi. Cái mình nghĩ mình đi qua cái cờ ấy là nó sẽ hồi sinh từ đó luôn rồi. Nó là cái gì được? Rồi bây giờ em chọi để anh ấn cái nút nha. Rồi. Ai rồi. Ôi anh tôi đi luôn. Đây. Lên rồi đây. Rồi, cái nút xuống đây rồi, đây. Đấy, rớt cái nút rồi đấy. Đi qua. Rồi, ấn cái nút đi. Rồi anh qua bên em. Ủa? Ủa? Đúng ta? Đấy rồi kìa, là anh gạt cho em một cái kìa. Đúng rồi. Đó. Ồ. Rồi giờ sao nữa ta? Bên anh có gì không? Có, bên đây có một cái nút. Anh ấn chưa? Không ấn được, cao quá. Để em chọi. Em... Ui em qua được rồi nè. Ui what? Thế thì em nhảy qua bên đấy đi, em nhảy trên đi. Ok. Nhảy trên là em thấy cái nút liền luôn đó. Đó, thấy không? Nice. Rồi bây giờ anh tìm cách qua đi. Em qua được cái một rồi á. Đúng là mấy người có giấy tờ nó vậy, em phải đi chui. Oh no. Anh lên trước đi. Rồi. Lên em. Cái này nó bị delay anh hiểu không? Nó bị delay. Rồi, ok đấy. Ê. Let's go. Rồi. Yes. Ô, chúc mừng mình đã hoàn thành bản 1. Vâng. Ui. Đến giờ mà mình mới có bản 1 thôi em ạ. Oh my god. Ok, được rồi. Vâng các bạn ạ. Vâng, và như vậy là các bạn thấy không? Tình anh em của mình và Buron cực kỳ thắm thiết. Bọn mình có thể phối hợp với nhau để giải tất cả câu đố trong cái trò The Two of Us này. Và nếu các bạn thấy thích mình và Buron chơi cái trò chơi The Two of Us này và muốn xem tiếp hai anh em mình giải các câu đố khó hơn ở tập 2, ở bàn 2, hãy qua ngay kênh của Buron. Mình sẽ để hiển thị ở trên màn hình và để link ở phần mô tả và phần bình luận. Các bạn hãy qua đó xem hai anh em mình chơi tập 2 nhá. Ok, video ngày này của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.